Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, hôm qua, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với quân và dân đảo Trường Sa lớn. Cùng tham gia đoàn có chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Tại đảo Trường Sa lớn, trước cột mốc chủ quyền Thiên Liên, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã tham gia buổi chào cờ và duyệt binh các lực lượng vũ trang trên đảo. Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi nhánh sàn hồ, từng ngọn cây, hạt cát nơi đây đều mang hình hài hồn thiên sông núi, thấm đẫm biết bao mồ hôi, xương máu của những người con đất Việt. Đoàn đã thành kính dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa với tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc, từ trong sâu thẳm của lòng mình, tất cả thành viên trong đoàn công tác đời đời ghi lòng và tạc dạ những công lao sự hy sinh vô bờ bến vì sự toàn vẹn của giang sơn gấm vóc của Tổ quốc, vì sự kiêu hãnh nơi tuyến đầu của trường Sa. Nguyện noi gương các anh quyết đem hết sức mình, đóng góp nhiều hơn cho Tổ quốc, cho dân tộc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tiếp đó đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện đảo trường sa tại đây đoàn đã thăm hỏi động viên và trao tặng những phần quà cho cán bộ quân và dân trên đảo thể hiện tinh thần trách nhiệm sự quan tâm động viên của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng với cán bộ chiến sĩ nhân dân đang công tác sinh sống trên quần đảo trường sa cũng trong dịp này bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng đã đến thăm động viên và tặng quà cho các hộ gia đình sống trên đảo trường sa lớn